Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em có những mấy món dọn kho ra mang tặng cho các bác đây. Và có những cái thì bán rất là rẻ thôi các bác nhé. Đây là cái vỏ thùng súp để các bác có thể chơi hai cái bát ở đây các bác nhé. Đây là hai cái thớt dàn của dòng Kenwood. Cái này hai thớt này em bán cho các bác trưng bày bán giá 100.000 đồng này. Cái vỏ thùng này là 200.000 đồng này. Hai bát này. Cái vỏ này thì em tặng này, cái này cũng tặng này, em tí em sẽ đo kích thước của các bác nào ướm vừa thử thì em tặng coi nhá. Còn cái này thì em bán cặp chép tặng cái vỏ thùng này, chép cặp này em bán 100.000 thôi, bán mỗi cặp chép Panasonic tặng các bác cái vỏ thùng, cái này thì em cũng tặng này. Đấy. Thì cái này thực sự các bác là bỏ đi thì cũng rất tiếc, mà các bác về tận dụng được gì thì các bác tận dụng. Bác về mông má thì mông má, còn cái này em tặng thôi, bỏ đi thì tiếc. Có bác nào mà không lấy thì đúng thì em cũng bỏ đi thật, để đóng chặt cả kho. Em sẽ đi đo kích thước cho các bác để các bác nắm bắt được. Đầu tiên là cái cặp vỏ thùng này, cái này của Victor, chiều ngang là 18,5, chiều cao là 37, chiều sâu là 23. Còn cái đường kính vòng tròn là 12,5. Cái đường kính là cái đường nó bát đây này các bác này. Cái đường kính của cái nó hơi có cái có cái lẫy ở đây hơi khó cậy. Thế em sẽ cậy các bác đây, vỏ thùng nó cũng bị bong chóc để can nó hơi xấu tí. Các bác về mông má lại. Đây. Đường kính 12,5. Các bác về ướm thử. Đây. Nó cũng chẳng còn cái căng cả. Đây, phía sau thì hơi nhem nhem tí, không sao cả. Đây, cái này em tặng các bác nhé. Kích thước thì em đo rồi. Các bác ướm thử, các bác về thì các bác... đây còn một cái nó chung thì nó rách này, vẫn tép vẫn hát đấy các bác nhé, nó chung thì nó rách vẫn hát, tặng cho các bác luôn các bác nhé. Đấy. À, đây em lưu ý thì các bác nếu mà các định lấy thì các bác bên em nó cũng phải mất công đóng thủ xốp rồi, nên các bác nhận hàng thì thanh toán tiền cước cho bên giao hàng, tiền cước thì chắc chỉ tầm 100.000 đổ lại thôi, thì các bác chốt thì lấy chứ đừng mà chốt xong rồi lại không lấy nữa thì mất công nhà đóng hàng xong lại mất cả công tiền cước nữa, các bác cước hai chiều khi mất hơn trăm đấy, thì các bác xác định lấy thì thanh toán tiền cước cho bên giao hàng các bác nhé. Đấy. Còn kia cặp vỏ thùng của Panasonic này thì nó còn cái cặp nó chép này thì nó vẫn hát, bán 100.000 thôi, mua ba bán cặp chép tặng cái thùng. Kích thước là 20. Đấy. Cao là 35. Sâu là 22. Đấy. Còn cái đường kính ở đây là 12 này. Trên là 10,5. Đấy, 10,5. Phía sau vẫn còn dây điện này, vẫn còn đẹp này, các bác về. Đấy. Cái này để em tặng các bác nhé, các bác cứ nhắn tin gọi điện để chốt thì nhắn tin gọi điện cho em thì cho em cái địa chỉ để em ship hàng, đóng hàng cho để cho các bác nhận hàng và thanh toán cho tiền cước. Cái này em tặng này. Tiếp tục em cũng tặng tiếp cho các bác cái cặp vỏ của Sony này. Cặp này nó rất nhỏ đây, chiều ngang 12, cao 28, sâu 25 đây, như cái đường kính nó bát này rất là bé, cái đường kính tròn 8 cm này, cái đường 8 này, ở trên 5 cm, đấy, là dòng mặt nhôm của Sony, đấy. Cái này em tặng luôn cho các bác nhé, đấy, phía sau thì hãng có đẹp giác loa đầy đủ, đây là có cái đồ này dọn kho thanh lý. Ở đây thì có hai cái thớt giản đại của cái dòng Kenwood, size của nó là size 36. Cái này em thanh lý cho các bác là 100.000 đồng, có hai thớt riêng biệt. Đấy.
Đây là thất, gọi thất tu lơ, thất đài, dây điện cắt nguồn bán được các bác trưng bày. Còn cái thất cắt xét này thì nó là cái đây, vẫn cơ bên trong vẫn có đồ, nhưng mà con này nó lại ăn theo cáp chứ không có nguồn các bác nhá. Đấy. Thì các bác phải lấy đồ gì thì lấy. Đây có cái mỗi cái sợi cáp này nó ăn theo cái âm ly, nhưng mà nó chỉ có thế này thôi. Hai thớt 100.000 đồng các bác nhé. Cái này thì em cũng tặng luôn, nốt cặp này cũng của bé bé xíu của Victor. Cái này thì chắc ốc chưa đập vào được. Đây nó còn cái này thì ấn đập nó vào. Đây cái chốt cài ở đây. Để kho thì chật, vứt đi thì tiếc. Các bác là tận dụng rồi các bác tận dụng. Kích thước là chiều ngang 15,5, cao 27, sâu 20, đường kính nó bát đây là 9,5. Đấy còn mỗi cái nó chung thì em chẳng biết là quần hát hay không, cũng chưa thử thôi. Coi như em tặng các bác nhé. Cuối cùng ở đây là cái vỏ thùng của hai bát. Đây, cái nắp đậy đằng sau này. Cái này bán 200.000 đồng thôi. Ngang 21. Cao 54. Đấy. Sâu 23. Nhưng mà cái chân thì nó hơi xấu này, chân thì nó hơi xấu một tí thì các bác có thể mang ra thợ mộc hoặc cắt cái phần này đi. Đây. Chỗ này là phần hõm ở dưới. Cắt cái phần cắt cái này đi. Thì cho cái chỗ phần ở dưới nó để nó đẹp. Và cái này nó hơi xấu chân một tí. Như đường kính là 14,5 này. 14,5 thì là đường kính của vòng tròn này. Còn đường chéo là 16 các bác nhé, đường chéo ốc là 16. Còn cái đường ở phía dưới là 11,5. 21, 54, 33 này. 14,5 là đường chéo ốc này. À, đường chéo ốc là 16. Còn đường phía dưới là 14,5. À xin lỗi, quên. Cái này là 16 này. À đâu? Nhầm hết cả kích thước. Đây là 14,5. Đường chéo ốc là 16. Còn đường phía dưới này, hai đường phía dưới này là 11,5. Hai cái này bằng nhau. Giá 200.000 đồng bác nhá. 200.000 đồng thì không bao ship. Đây là cái nắp đậy của nó, ốc ác thì đầy đủ rồi. Đây là cái mặt của nó. Đây, mặt trước như này. Đấy, 200.000 đồng. Nó xấu cái phần dưới này, các bác phải cắt nó đi cho đẹp. 200.000 đồng các bác nhé, không bao ship. Nay toàn cái đồ rẻ với đồ tặng thôi. Để đi chặt nhà. Để các bác mua hàng thì lại cho em qua số điện thoại 0961 2255, số chữ đỏ thị với góc phía dưới này. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.